Alo. Có việc cho bọn mày đây, vị trí tao gửi sau. Có việc rồi, đi. Chú đáo thế, bỏ sẵn bà ba luôn cơ à? Có một đứa thôi sao? Muốn thêm đứa nữa không? Thôi, một đứa đủ rồi. Xong việc tôi gửi nốt. Lấy sàn đi. Giơ tay lên. Chúng tôi nhận được báo án, hai anh có liên quan đến vụ giết người. Tôi chỉ nhận tiền, dọn cái xác đó thay hắn. Đề nghị hai anh mở tang vật ra. 50% còn lại, ông hứa xong việc sẽ trả đâu. Thế là quá đủ cho lũ chó dọn xương như chúng mày rồi. Vậy thì để tao dọn xương cho mày luôn.